Xin chào các bạn, mình Hồng Huyên đây. Hôm nay mình đến với các bạn video mới, đó là học cách phát âm cái nguyên âm O dài. Và người Mỹ hay đọc là O. Thả miệng to các bạn. O. O is a long vowel sound. Put the front of your tongue down round your lips. It pronounced O. O là một nguyên âm dài. Là một nguyên âm dài. Và khi phát âm nguyên âm này, chúng ta hãy đặt cái lưỡi của mình ở phía xuống phía dưới, tròn cái miệng mình lên, tròn môi của mình lên. O, O, các bạn nghe không ạ? O, và chúng ta phát âm là O. Ví dụ O, Bo, O, So, O, Talk, O, Short, O, Do, O, Water, O, Daughter, O, Corner, O before, O autumn, autumn, autumn. It's so wrong, it's so wrong. Sờ nó với A, it's so wrong. Sai hết rồi. Is Paul's hair long or short? Is Paul's hair long or short? O. Is Paul's hair long or short? Tóc của bạn hair dài hay ngắn nhỉ? How much does coffee cost? Cà phê hết mấy tiền? How much does coffee cost? Does coffee cost? Coffee, chữ coffee mình cứ hay đọc như thế. Thực ra nó là o dài các bạn. O coffee. How much does coffee shop? Coffee cost. How much does coffee cost? What is the reward for the lost dog? Chữ A dài đây là O, là A là A, what. À được, chữ A dài, chữ trong chữ what mình đọc là O, what. Và reward cũng là chữ O. Mình thấy nó viết chữ A nhưng mà đọc chữ O mà O dài nha. O, reward. Reward. Và what, what is the reward for the long, for the lost. Chữ O, lost cũng là nó là O dài đấy. What is the reward for the lost dog? Giải thưởng cho con chó bị thất lạc là gì nhỉ? What is the reward for the lost dog? What is the reward for the lost dog? What is the reward for the lost dog? Tiếp theo nè các bạn. O trong chữ horse, con ngựa. Horse, horse, horse. O ball, O for, O coat, O door, O cord, O cord, O pot, O pot, O fork, O fork, O spot, O spot, O shot, O shot, O goal, goal, goal. Hút bằng sừng. O goal, goal. O goal, goal. O goal, goal. O goal, goal. Hút bằng sừng. Pour, rót đổ. O, 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 rót đổ. O coat, O coat. O ocean, O ocean. O ocean, O ocean. O pose, O pose, O pose. Cortisone, cortisone, cortisone là hóc môn chữa viêm và dị ứng. Cortisone, pause rồi tạm dừng nha các bạn. Auction, sự bán đấu giá. Court, tòa án. Cortisone, cortisone. O, bot, O, bot. Phải rèn được cái khẩu hình miệng, những từ này nói sai ảnh hưởng cả một câu nói. O, bot. O, O, O. Tay, hay, hay là hoặc. Chú ý nè, nhận biết các nguyên âm được phát âm là O. Identify the vowels which are pronounced O. O, tall, O, core, O, small, O, fall, O, ball, O, hall, O, war, và O, store. Sạp hàng, quầy hàng. Các bạn để ý nè, tất cả những cái chữ này nè, mình đọc tall hay là core, small là coi chứ nó chuyển qua bên O ngắn hết.
tall, core, small, four, ball, hall, wall, store. Nhớ nhé. Ngoại lệ là shall, shall là sẽ, phải đấy. Nó lại không có âm như thế, nhưng mà hầu như là chúng ta sẽ phải tròn cái miệng lên, đẹp cái lưỡi của mình xuống và môi cong lên, cong tròn luôn. O thường được phát âm là O, thường được phát âm là O trong những từ có nhóm O cộng với phụ âm. Các bạn để ý nè, những cái từ này á, nó cộng với phụ âm nè, nó đứng trước một phụ âm á. Ví dụ như all born, all cops, cops, kéo dài chữ O, tròn miệng, nâng cái miệng lên, nhân cái môi mình tròn hình chữ O van. O cops, cops, all born, all cops, all horn, all lord, all north, all pork, all shot, all thorn, all born, sinh ra, all cops, xác chết, all horn, còi xe, all lord, lãnh chúa, all north, phương bắc, all pork, thịt lợn, all shot, all thorn, cái sừng, adorn, trang điểm, adorn, corner, góc chỗ, corpulent, corpulent, mập béo, corpulent, all, corpulent, corpulent, fortify, fortify, chú ý nè, làm củng cố, mạnh mẽ, fortify, corpulent, mập béo, phệ. Tính từ, corner, danh từ, cái góc, adorn, trang hoàng, tô điểm, hormone, 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 hóc môn, modern, chua cay, modern, modern, nó lại dễ qua cái chữ modern, 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 modern. Cái chữ hiện đại modern nó không có chữ T với sau, nhưng chữ này có chữ T với sau, cho nên mình đọc là modern, modern, là chua cay, lời nói của ấy thật chua cay. Hit sound, lời nói của cô ấy thật chua cay. Her sound is so modern, modern. Portable, di động có thể mang theo được. Portrait, portrait là chân dung. Chữ Âu thường được phát âm là O trong một số trường hợp như là All fault, lỗi sai, điều sai lầm. All haunt, ám ảnh hay lui tới. All launch, hạ thủy. Audience, thính giả. All daughter, con gái trong gia đình. All naughty, hư, xấu nét. All laundry, all modern, 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 modern. Chúng ta để ý nè, nếu như đọc sai một âm nó ra từ khác các bạn. Modern là họ nói liên thuyên, nói lung tung. Modern, modern, modern. Chữ AW thường được phát âm là O khi trong một từ tận cùng là AW hay là AW còn phụ âm. Có nghĩa là AW nó sẽ đứng trước một phụ âm. Ví dụ O lo, luật pháp. O ball, kêu la, la lớn. Ball, ball, dễ nhầm với cái chữ là bo, bo, bo là quả banh, bo, quả banh, ball, quả banh. Quả banh nó cũng viết là ball, nhưng mà phải từ hình cảnh nữa. O doll, bụi bình minh. O crow, bò lê. O draw, kéo lê, kéo lôi. O awful, o awful, khủng khiếp, hải hùng. Awkward, awkward, vụng về. Awkward, vụng về. Body, body là tục tiểu. Tony, tony là hung hăng, hung hung màu sắc. Chữ O A được phát âm là four four, đứng trước là R. Four four, để ý nè. O O board, O cause, board là tấm ván. O cause, thô lỗ, anh ấy thật thô lỗ. He so cause. O so, bay vút lên. O ho, tóc hoa râm. O horse, o or, or mái chèo, or mái chèo. Và roar, gầm rống. O roar, con gấu hay con hổ nó gầm thì sao? The tiger roaring, the tiger roaring, nó đang gầm ha. Cái mái chèo này thì cứng thì sao? The oar is so solid ha. Rồi mình sẽ dừng ở đây nha các bạn. Các bạn nhớ ôn tập lại các phát âm chữ O này. O dài là những âm hay xuất hiện và hay gặp nhất, hơn gặp nhiều so với những cái nguyên âm và phụ âm khác.